Nhân dịp Tết Trung thu năm 2022, ngày 9 tháng 9, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự chương trình vui Tết Trung thu và tặng quà cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Sơn, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc. Trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Sơn, xã Vân Sơn, huyện Tân Lạc có 235 học sinh. Vân Sơn là xã vùng cao nên nhiều em học sinh của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp Tết Trung thu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui mừng được tới dự vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu niên nhi đồng. Chúc các cháu đón Tết Trung thu năm 2022 vui vẻ, mạnh khỏe, an toàn, bổ ích. Mong các cháu được đón Trung thu đầm ấm cùng những người thân yêu. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng khẳng định, Trung thu là dịp để mỗi gia đình, cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội dành sự quan tâm đặc biệt đến các cháu thiếu niên nhi đồng, giúp các cháu nuôi dưỡng khát vọng hoài bão, tuổi thơ trong sáng, tươi đẹp. Để làm được điều này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cấp các ngành, các địa phương cùng với gia đình, nhà trường, cộng đồng, doanh nghiệp và toàn xã hội với trách nhiệm và tình thương yêu của mình có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực hơn nữa trong việc chăm lo chu đáo cho các cháu, nhất là đối với các cháu mồ côi, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện cho các cháu được đón mùa Trung thu đầm ấm thân thương. Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập, tặng 235 suất quà Tết Trung thu cho các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Nam Sơn.